Real Madrid giành quả bóng vàng, Neymar lại chấn thương. Những chuyển động nóng hổi vãi bắt đầu bản tin ngay bây giờ. Biến lớn tại Arsenal, giám đốc thể thao chia tay pháo thủ. Ai nói Real Madrid vô hụt bóng vàng, kênh kênh trắng đã thắng Ballon d'Or từ tháng 6. Vào sân, phút 58 rồi rời sân phút 87, Neymar dính chấn thương mới. Trở lại tập luyện, Mason Mount liệu có được thầy mới tin tưởng? Odegaard, Saliba cùng nhiều ngôi sao được Edu Gaspar đưa về Arsenal. Cựu cầu thủ 46 tuổi cũng là đồng minh thân cận của Arteta tại Emirates. Thế nhưng mọi chuyện chấm dứt khi vị giám đốc thể thao tuyên bố rời đội bóng. Phía pháo thủ cũng đã có những động thái tri ân và tạm biệt Edu. Theo nhiều đồn đoán, các bên chia tay vì những vấn đề liên quan đến quyền lực nơi thượng tầng. Do vậy, Edu quyết định rời đi và đầu quân cho chủ sở hữu Nottingham Forest là Evangelos Marinakis. Al Hilal vô cùng cẩn trọng khi Neymar tái xuất. Đội tuyển Brazil cũng chưa vội triệu tập vì muốn ngôi sao Nam Mỹ tích lũy thêm thể lực. Thế nhưng mọi chuyện hóa vô nghĩa khi Neymar dính chấn thương mới đêm qua. Chỉ sau nửa tiếng thi đấu, tuyển thủ Seleção bị đau và rời sân trong sự ngán ngẩm. 215 phút là thời gian thi đấu của Mason Mount kể từ đầu mùa, sau quá trình dưỡng thương, ngôi sao người Anh trở lại tập luyện vào đầu tuần. Tuy nhiên, ban huấn luyện Quỷ Đỏ vẫn muốn theo dõi thêm và tránh sử dụng Mount quá sớm. Vì vậy, cầu thủ 25 tuổi chỉ sẵn sàng ra sân sau quãng nghỉ FIFA Day. Tất nhiên, số 7 Manchester United sẽ phải nỗ lực hết sức để gây ấn tượng với Ruben Amorim. Nhiều người vẫn troll Real Madrid vì chuyện xoay quanh gala Ballon d'Or. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carlo Ancelotti khiến tất cả phải câm lặng bằng phát biểu. Chúc mừng người đã giành quả bóng vàng, nhưng đó là quá khứ. Real Madrid thắng Ballon d'Or từ ngày 1 tháng 6. Quả bóng vàng của chúng tôi là Champions League mà toàn đội giành được ở London. Khó có lời đáp trả nào tinh tế đến vậy, và Vinicius cũng chẳng buồn vì Rodri chiến thắng. Thay vào đó, ngôi sao Nam Mỹ hướng về Valencia và chia sẻ về những mất mát mà các nạn nhân lũ lụt phải hứng chịu. Xuất hiện trên băng ghế dự bị trong cuộc đấu Bournemouth và Kevin De Bruyne đủ thể lực để ra sân trong khoảng 15 phút cuối trận. Huấn luyện viên Pep Guardiola tiết lộ chi tiết trên, nhưng cuối cùng không sử dụng cầu trò do trận cầu quá căng thẳng. Vì vậy, việc tiền vệ người Bỉ tái xuất ngay trong trận gặp Sporting Lisbon đêm nay là kịch bản có thể xảy ra. Thêm một thông tin liên quan đến cuộc đấu giữa Manchester City và Sporting Lisbon. Nhưng bên phía tập thể Bồ Đào Nha, theo đó khi được hỏi về màn so tài với Pep Guardiola, Ruben Amorim hóm hình đánh giá: nếu kết quả là tiêu cực, kỳ vọng về tôi sẽ giảm xuống. Thế nhưng nếu Sporting Lisbon giành chiến thắng, họ sẽ nghĩ Sir Alex Ferguson mới đã xuất hiện. Một chiến thắng trước AC Milan đủ để Real Madrid tìm lại niềm vui. Kỳ vọng trên còn tăng lên khi Rodrigo trở lại danh sách đăng ký thi đấu của kênh kênh trắng. Khả năng cao ngôi sao Nam Mỹ đá chính và nhận trách nhiệm phá lưới đội bạn. Ở chiều ngược lại, David Alaba, Dani Carvajal và Thibaut Courtois tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Nếu như Real Madrid chào đón sự trở lại của Rodrigo, thì AC Milan cũng có những phương án riêng cho đại chiến đêm này. Theo đó, Rafael Leao đá chính sau khi ngồi dự bị vài cuộc đối đầu gần đây tại Serie A. Bản thân huấn luyện viên Paulo Fonseca cũng có hàng loạt phát biểu lên tinh thần cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Vì vậy, khả năng AC Milan có điểm tại Bernabeu sẽ phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của Leao. Gặp khó trong việc tìm kiếm chỗ đứng tại Real Madrid và có thể Endrick sẽ được đem đi cho mượn. Theo Fichaje, Tottenham và Juventus đều đang theo dõi kỹ tình hình của ngôi sao Nam Mỹ. Vì thế, nếu kênh kênh trắng cởi mở với việc cho mượn Endrick, nhiều lời đề nghị sẽ được gửi đến Bernabeu ngay phiên chợ đông. Toàn thắng sau 3 lượt đấu và Liverpool nhận kỳ vọng hạ gục Bayer Leverkusen tại Champions League vào đêm nay. Bản thân The Kop cũng đón nhận tin vui về mặt lực lượng khi Ibrahim Konate tập luyện bình thường vào hôm qua. Vì vậy, ngôi sao người Pháp có thể đá chính ngay từ đầu trước nhà đương kim vô địch Bundesliga. Cũng phải nhắc lại rằng Liverpool đang tích cực đàm phán gia hạn cùng Konate và kết quả thu về là tương đối khả quan. Do vậy, việc một giao kèo mới xuất hiện được coi là vấn đề thời gian. Các đồn đoán về tương lai của Benoit Badiazile xuất hiện khá nhiều thời gian ở đây. Thế nhưng Chelsea không hề muốn bán ngôi sao người Pháp. Nguyên nhân là bởi bộ sậu The Blue coi hậu vệ xứ lục lăng là một phần của dự án dài hạn tại câu lạc bộ. Ngoài ra, các đồng đội cũng tin tưởng vào tài năng của Badiazile, vì thế khó có thương vụ nào diễn ra trong tương lai gần. Một thắng một hòa là thành tích không hề tồi của Van Nistelrooy sau hai trận dẫn dắt Manchester United.
bản thân ông thầy 48 tuổi cũng nhận sự ủng hộ từ phòng thay đồ sân Old Trafford. Theo báo chí Anh, dàn sao Quỷ Đỏ muốn Van Nistelrooy ở lại dưới thời Ruben Amorim, nguyên nhân là bởi cựu sao tuyển Hà Lan được đánh giá cao bởi khả năng giao tiếp với các học trò. Vì thế viễn cảnh Van Gaal trở thành trợ lý của Ruben Amorim là rất đáng kỳ vọng. Bây giờ chúng ta chỉ có robot, bóng đá không có sự sáng tạo và cũng chẳng còn thiên tài. Bạn sẽ không bao giờ thấy một cầu thủ nào như Ronaldinho nữa. Patrick Evra đã phát biểu như vậy để phê phán Pep Guardiola đang giết chết bóng đá. Ngay lập tức, cựu sao Manchester United nhận cơn mưa tương tác vì cả ý kiến đồng tình lẫn phản đối quan điểm trên. Son Heung-min tỏ ra không vui vì bị thay ra chỉ vài phút sau khi kiến tạo cho Brandon Johnson ghi bàn trong trận thắng Aston Villa. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ange Postecoglou cho rằng ngôi sao người Hàn Quốc hiểu quyết định của mình và cần tôn trọng lợi ích của tập thể. Cũng phải nhắc lại chuyện trận đấu vừa rồi là màn tái xuất của trụ cột gà trống sau vài tuần ngồi ngoài. Do đó, huấn luyện viên Ange Postecoglou có lý do để rút cậu trò ra nghỉ sớm để đề phòng chấn thương. Vào thay người trận gặp Aston Villa nhưng Richarlison lại rời sân sớm khi bị đau. Theo bộ phận y tế, ngôi sao Nam Mỹ có khả năng bị căng cơ gân khuèo. Tùy vào mức độ chấn thương, chân sút người Brazil sẽ phải ngồi ngoài từ 2 đến 6 tuần. Đây là cập nhật đáng quan ngại cho huấn luyện viên Ange Postecoglou khi cuộc đua vào top 4 đang cực kỳ căng thẳng. Chuỗi trận đáng thất vọng khiến AS Roma cân nhắc sa thải huấn luyện viên Ivan Juric sau thời gian ngắn gắn bó. Tuy nhiên, theo báo chí, khó xảy ra kịch bản đại diện Serie A tái ngộ ông thầy cũ Daniele De Rossi. Thay vào đó, đội chủ sân Olympico đang cân nhắc Frank Lampard như một ứng viên tiềm năng. Ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Anh có thể suy nghĩ về chuyện chuyển đến Ý làm việc để tìm trải nghiệm mới cho sự nghiệp. Dù làm việc ở đâu thì Jose Mourinho cũng có những phát ngôn làm dậy sóng báo chí. Minh chứng mới nhất cho luận điểm trên đến ở nhận định không ai ở nước ngoài muốn xem các trận đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Câu nói trên được đưa ra sau chiến thắng đầy cảm xúc của Fenerbahce trong lượt trận cuối tuần. Tuy nhiên, với 5 điểm kém Galatasaray, thầy trò người đặc biệt đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch. Vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng EPL là thành tích không tương xứng với danh tiếng của Manchester United. Thậm chí Quỷ Đỏ còn bị Sky Sports chỉ bàn gọi tên cùng hai thống kê đáng quan ngại. Cụ thể, với 12 điểm sau 10 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford đang có khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 86-87 đến giờ. Đáng chú ý hơn khi đây cũng là thời điểm Sir Alex Ferguson gia nhập câu lạc bộ vào giữa mùa. Ở góc nhìn ảm đạm không kém, thông số 9 bàn thắng sau 10 trận đấu là thống kê tồi nhất của hàng công Man United kể từ mùa 73-74 cho đến thời điểm hiện tại. Rõ ràng thử thách lớn đang đặt lên vai tân huấn luyện viên Ruben Amorim khi nhiều vấn đề còn tồn tại ở nhà hát của những giấc mơ. Mason Greenwood vừa ghi bàn giúp Marseille đánh bại Nantes để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ligue 1. Từ đầu mùa đến giờ, chân sút người Anh cũng tạo ấn tượng với việc ghi được 7 bàn thắng trong 10 trận đấu. Rõ ràng tiền đạo 23 tuổi đang tìm lại được phiên bản tốt nhất trên đất Pháp. Do vậy, khả năng Mason Greenwood sớm chia tay Marseille để chuyển đến một đội bóng tên tuổi hơn đã bắt đầu được tính đến. Vậy là chúng ta đã cùng đi hết những thông tin đáng chú ý nhất 24 tiếng qua. Vào đêm nay thì Champions League sẽ trở lại cùng nhiều cặp đấu hấp dẫn nhất. Cập nhật về sân chơi đánh giá nhất châu Âu cùng nhiều tin tức khác sẽ xuất hiện liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày có nhiều điều hạnh phúc.